đầu tư tác giả, lúc cái gọi là như thế, đầu tư tác giả cho để có tác phẩm. Việc ấy hoàn toàn rất mới và chúng tôi nghĩ rằng thú vị. Nhưng lúc ấy các anh biết là vật tư nhà nước khó khăn lắm chứ không dễ gì, đặc biệt là đã làm sơ mài để vàng ở đâu ra, nhất là cơ quan nhà nước để vàng ở đâu ra, vóc thì sơn ra các thứ canh giá thì thôi thì Ngô Phú Thọ làm được, nhưng mà vàng là nhà nước quản lý chứ không phải sao để có vàng được. Thế vậy thì phải nhớ là cơ quan phải dự trù vàng với bộ duyệt qua ngân hàng nhà nước duyệt, xong nên cấp vàng ra để đi sang Kiêu Kỳ đánh ra làm vàng để làm tranh sơn mài. Sau đó cuối năm này quyết toán số vàng đấy với nhà nước, như thế là những công tác quản lý chặt chẽ lắm này, không đơn giản chứ nào. Nhưng anh biết thế, sau này chỉ cần mang sắp xếp đi trên đường công an người ta hỏi cơ mà, người ta bắt lại nếu không có hóa đơn. Thế thì vàng là càng nghiêm trọng này, cho nên là lúc ấy là cũng rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Thế thì cục lúc ấy đầu tư tác giả và để tác giả có tác phẩm thì ông Nguyễn Sáng là một trong người được cục đặt vấn đề như vậy và cũng đồng ý sẵn sàng tham gia. Thế thì ông Nguyễn Sáng đặt hai bức tranh, đề tài tự do và kích thước do họa sĩ đề nghị, và họa sĩ cũng đề nghị là vàng là trong bức tranh là bao nhiêu vàng, theo cục cung cấp theo yêu cầu của tác giả. Và vì thế cho đến năm 80, khoảng năm 80, từ nhớ chính xác lắm chắc khoảng 80, 81, khoảng năm 19, khoảng đấy khoảng 80, 19, 80 thì bức tranh của Đồng Nguyễn Sáng hoàn thành đem lên cục thì anh em rất là vui. Và thì lúc ấy thì cũng nghĩ là một tác giả, lúc ấy cũng là tác giả tốt ấy, nhưng mà không thấy nghĩ không như bây giờ. Lúc ấy thân tình anh em thoải mái vui vẻ, cổ sáng vẽ cái thiếu nữ bên tham thiên nữ hoa sen mặc sương dầu đẹp lộng lẫy, đang khoe bọn tôi ngay và triển lãm ngay cả bảo tàng mỹ thuật đầu tiên. Đấy, bức tranh xuất hiện tại triển lãm bảo tàng mỹ thuật đầu tiên họa sĩ Nguyễn Sáng. Mà sau này bức tranh hoa sen áo đen, tứ áo đen đằng sau rất là đẹp, thì đấy là chúng tôi là người chứng kiến đầu tiên của bức tranh đấy. Đấy, kỷ lục mới vẽ bức tranh cực đẹp. Thế là hai bức tranh của bác Nguyễn Sáng đối với cục là hoàn toàn và nằm trên cái ý tưởng đầu tư tác phẩm để tác giả có tác phẩm. Và bác Nguyễn Sáng là trong một số họa sĩ được cũng mời tham gia cái việc này, và bác đã có hai bức tranh, và đấy là bức tranh về mặt sở hữu hoàn toàn của cụ chứ không phải là tặng, không phải là điếu, mà đây là cục đầu tư tác giả để có tác phẩm và tác phẩm thuộc cục quản lý. Thưa ông, đó là hai bức tranh nào ạ? Dạ. Tên của hai bức tranh đó là tên gì? Tôi không nhớ chính xác nhưng mà có lưu. Dạ. Và trong kho thì tôi yêu cầu anh em là làm kho rất cẩn thận, giấy tờ cụ thể để bàn giao sau này, chứ không để những bức tranh quý thì rất dễ mất. Dạ. Thế tôi có kiểm tra lại cái tên ông vừa gọi cô Đoàn Hương, cục phó chuyên phụ trách về việc của kho tàng, để bố bảo em với người yêu em cũng bàn giao cho anh em rất cẩn thận về mặt giấy tờ. Thế nhưng mà tên danh thì có lẽ múa cái gì đấy tôi cũng nhớ chính xác rồi, thì anh có thể đến cục để xem có ai bước. Ngoài ra tôi có thể nói thêm này, trong bộ sưu tập còn có cả họa sĩ Trần Văn Cẩn, có cả họa sĩ Nguyễn Tương Nghiêm, họa sĩ Nguyễn Tương Nghiêm cũng hai bước. Anh Nghiêm tôi nhớ chắc là một điều vô cổ, và một cái nữa là thì giọng thì có Nghiêm tên dễ nhớ, còn cái sáng thì hai cái gì thưa ông, là như vậy là cục mỹ thuật đã đặt họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ hai bức tranh đó, và đó là hai bức tranh riêng chứ hoàn toàn không có một cái phiên bản nào khác đúng không ạ? Không biết sau này như nào tôi không biết, nhưng đặt tác giả muốn vẽ cái gì thì cục đồng ý. Chứ không có yêu cầu cụ thể cái gì, hoàn toàn tự do sáng tác. Cũng như là bác Tư Nghiêm, bác Cẩn, tôi nhớ hình như mỗi bác có hai bức đấy. Nhưng bác Cẩn tranh cũng to thôi, nhưng mà Tư Nghiêm cũng to như của ông Nguyễn Sáng, hai lúc cũng to. Dạ. Thì hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào, do gọi từ đặt hàng đến ngay có vẻ hơi hiện đại quá. Dạ. Nhưng ngày xưa thì gọi là đầu tư tác giả để có tác phẩm. Dạ. Và tác phẩm là thuộc quyền quản lý của cục mỹ thuật.
Tức là như vậy là hoàn toàn như họa sĩ Nguyễn Sáng là được cục mỹ thuật đặt hàng sáng tác, và ông đã sáng tác hai bức tranh, rồi hai bức tranh đó là được lưu tại cục mỹ thuật luôn. Tức đó là tài sản của cục mỹ thuật chứ không phải là họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ tặng cho, không phải là tặng. Đấy, thật sự là như nó nằm trong cái chủ trương chung. Dạ. Cho nên sau này thì nó có thể theo dõi thì toàn cục cũng có những đợt đầu tư tác giả tương tự như vậy. Dạ. Cho nên sau này cũng có những các họa sĩ khác như là Đoàn Văn Nguyên, họa sĩ Trọng Kiệm một số. Dạ. Cũng có tranh như thế, cũng là do cục đầu tư. Dạ. Thưa ông, là cái thời gian như vậy là từ năm 80 đến khi mà ông nghỉ hưu ấy, thì bức tranh đó là vẫn được lưu tại cục mỹ thuật không ạ? Và khi nếu như bây giờ được nhìn lại bức tranh đó thì ông có xác nhận được rằng đó là bức tranh lưu tại cục mỹ thuật không ạ? Nếu được nhìn lại. Tôi nghĩ là có thể với sự quản lý như thế thì chắc vẫn là bức tranh của cục mỹ thuật. Dạ. Vì chỉ trừ khi đem đi triển lãm nước ngoài, dạ, thì tôi xuất ra đem đi triển lãm nước ngoài. Thế vào hoặc những việc quan trọng, dạ, để tôi bỏ ra để mở bỏ ra với tác phẩm lớn ra để treo ở phòng khách, treo khách để tiếp khách, để các thứ để cơ quan văn hóa thì có tác phẩm tốt thì. Dạ. Năm 2008 khi mà cái dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản thì chúng ta cũng có mang cái bức tranh đó sang Nhật Bản để triển lãm. Tôi là người đi. Dạ, vâng. Tôi là người trưởng ban triển lãm. Vâng, và có một cái catalog để mà giới thiệu về cái triển lãm của các họa sĩ, và trong đó cũng có vẽ cái bức tranh của bức tranh, có chụp lại cái bức tranh đó của Nguyễn Sáng đưa đi. Dạ. Vâng, đúng như thế anh ạ. Dạ. Tôi và nhà đồng khắc Nguyễn Nguyên Hà, dạ, hai anh em đi, dạ, cái triển lãm đấy. Dạ. Tất nhiên là trong đoàn chung của bộ. Dạ vâng. Bên nghệ thuật biểu diễn một đoàn, điện ảnh một đoàn, dạ, kỹ thuật của tôi anh ạ. Vâng. Thưa ông, là khi vậy thì khi mà cái cuộc triển lãm năm 2008 đấy thì cái bức tranh của Nguyễn Sáng có được các họa sĩ ở bên Nhật Bản hoặc cái họa sĩ mà giao lưu bên đấy họ chú ý lắm không ạ? Họ thấy rằng là sơn mài nước mình lạ. Đấy là một cái điều mà họ được rồi. Vì sơn mài của Nhật Bản thì nó là đất nước rất có truyền thống sơn mài. Dạ. Nhưng mà tôi cũng đi xem, dạ, họ cũng đến xem, họ xem rất chăm chú. Dạ. Những cái bức ở Nguyễn Sáng người ta rất để ý, hay những bức thiếu nữ của anh Công Quốc Hà, dạ, vẽ về thiếu nữ người ta cũng rất thích, dạ, nhân phụ Nguyễn Sáng đương nhiên những cái người ta rất là thích, dạ, mà cho là vẽ đơn giản đến thế thì là rất lạ, dạ, chứ còn Nhật vốn là vẽ rất cầu kỳ. Thưa ông, là gần đây họa sĩ Trần Khánh Trương có thông tin cho rằng là không biết là cái bức tranh của cụ họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ thì có thể là còn có một cái phiên bản nữa, tức là có một cái tranh gốc nữa lưu ở Bảo tàng Mỹ thuật. Thì ông có biết cái thông tin này không ạ? Thế thì tôi cũng không để ý lắm. Cũng có thể Trần Khánh Trương cũng phát biểu cũng có lý. Là như ông Trần Khánh Trương cũng họa sĩ Trần Khánh Trương cũng chỉ nói là tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi chứ cũng không dám chính xác rồi. Không dám khẳng định. Vâng ạ. Nhưng mà việc mà tranh bức tranh ở cục là chắc chắn là cục đặt hàng của cụ Sơn Lan. Vâng. Và tôi nhớ lại từ cụ Thuận không nói đặt hàng đâu. Vâng. Chúng ta phải đầu tư cho tác giả. Đầu tư tác giả. Để có tác phẩm tốt. Dạ. Vâng. Đây là một nguyên văn của vị cục trưởng đã kính cụ vừa mất. Dạ. Thưa ông, là thế ông có nắm được là trong quá trình sáng tác thì họa sĩ Nguyễn Sáng tự vẽ hay là ông có thuê người vẽ hay gì không ạ? Lúc ấy thì anh có lẽ của tôi lúc ấy nó không giống bây giờ. Bây giờ có lẽ mình đi lại thường xuyên rồi. Dạ. Nhưng hồi đã xong là tôi yên tâm mấy tháng sau cũng mang được. Dạ. Tức là hoàn toàn như vậy, trong quá trình cụ vẽ thì mình cũng không hề biết đúng không ạ? Chỉ biết rằng là cụ mang tranh đến. Dạ. Và cục mỹ thuật có nhiệm vụ, tức là cục mỹ thuật đã tiếp nhận bức tranh và có hồ sơ lưu đầy đủ về cái bức tranh này. Dạ. Anh ạ, ngoài Văn Nguyên Sáng thì còn có họa sĩ Thương Liêm, dạ, họa sĩ Văn Cẩn, dạ, họa sĩ Hoàng Thế Trù. Dạ. Dạ. Chắc chắn tôi nhớ mấy tên. Dạ. Vâng. Xin cảm ơn ông ạ. Dạ.